Thưa quý vị và các bạn, với không ít hộ dân mong ước giản đơn có một ngôi nhà nhỏ, kín trên bền dưới sẽ mãi chỉ là ước mơ nếu như không có sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, sự chung tay góp sức của nhà hảo tâm cũng như tinh thần đoàn kết của cộng đồng. Tại điểm này, chính quyền các địa phương và người dân đang cùng nhau làm nhà để hàng nghìn hộ dân của Lào Cai được hiện thực hóa ước mơ có một mái ấm vững bền, an toàn để an cư. Thôn Nậm Than, xã Liên Minh. Hôm nay gia đình anh Vàng Án Ánh làm móng nhà. Nhà neo người, chỉ có hai vợ chồng trẻ, nhưng rất đông anh em trong thôn đã đến phụ giúp để gia đình anh Ánh hoàn thành phần việc sớm nhất. Sau đó tất cả sẽ lại cùng đi giúp hộ gia đình tiếp theo. Thì anh em trong này nó đoàn kết lắm, chỉ có làm nhà là không phải thuê công gì cả, là có thể mình có thể mượn công cho nhau thôi, là không phải thuê công, phải ít công hay là ví dụ người ta giúp mình nhiều công hơn. Mà mình đi làm cho người ta chỉ một ngày hay là một buổi xong rồi, nhưng mà cũng gọi là cái công này mình không tính là hai công ba công cái gì cả. Gia đình chị Giàng Xeo Phấn, thôn Xà Trải, xã Pha Long cũng vừa được hỗ trợ kinh phí để sửa nhà. Để giảm chi phí xây dựng, hầu hết công tháo dỡ, vận chuyển vật liệu đều nhờ anh em hàng xóm chung tay giúp đỡ. Nhà nước hỗ trợ một tí xong là không có tiền để thuê, xong là gọi cả làm xóm giúp. Năm 2024, phong trào làm nhà diễn ra sôi nổi tại tất cả các địa phương trong tỉnh. Mục tiêu sẽ xóa được 70% nhà tạm, nhà dột nát theo đề án 590, tương ứng với hơn 5.500 nhà. Để đến tháng 6 năm 2025, cơ bản hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn tỉnh. Mới đây, qua rà soát lại của Công an tỉnh và các địa phương, số lượng nhà tạm, nhà dột nát tiếp tục phát sinh khoảng trên dưới 2.000 căn. Sẽ cần thêm nguồn lực để thực hiện, và ý chí quyết tâm của người dân cũng cần nâng cao hơn. Sự hỗ trợ, tinh thần đoàn kết lúc này có ý nghĩa rất quan trọng. Anh em trong xã trong thực sự thì chúng tôi đã thực hiện cái việc xã hội hóa rồi và đã được hơn 50 tấn xi và trước đó là 91 cái nhà. Thì hiện nay chúng tôi đã làm cơ bản xong được hơn 30 cái, và còn 53 cái thì chúng tôi đã tiếp tục thực hiện theo cái kế hoạch của thị xã đề ra. Vừa qua văn bản cũng đã phát động phong trào và hiện nay cũng đang đồng hành với cái việc xóa nhà tạm thì phát động phong trào xuống cơ sở giúp đỡ các cái hộ gia đình để nâng cao chất lượng nhà ở, và phong trào này cũng được đông đảo cán bộ đảng viên cũng như là người dân nhiệt tình tham gia, và huyện cũng trích một phần kinh phí để hỗ trợ về xi măng giúp đỡ cho người dân. Ngày mai những căn nhà tạm, nhà dột nát sẽ được thay thế bằng những ngôi nhà kiên cố vững chãi, những mái ấm được xây dựng bằng tinh thần đoàn kết, nghĩa đồng bào, tình quân dân thắm thiết sẽ tiếp thêm động lực để người dân vững tin vào chính sách, ổn định đời sống và phấn đấu vươn lên.